Trời đất ơi. Trời ơi. Làm gì vậy? Taxi mà là cái gì vậy chú? Rồi ho luôn rồi. Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Ôi. Ôi tránh 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 xa nha. Cần cổ chứ cái gì. Ôi mà ơi, mấy người nè. Bây giờ là đang cái gì vậy? Đang thời điểm nhạy cảm mà má cứ xì hoài à. Ở má mà bị cảm cái là cả xã hội xa lánh má luôn đó. Trời trời trời. Ê ê. Má. Ly đặt ngay chỗ ly của má lẹ lẹ lẹ. Ồ em không có dám lại gần má. Lấy một ly thôi. Còn ly này đưa cho ba, ly này đưa cho ba. Đã. Còn ly thôi, của em á. Thôi đi mệt quá đi. Má ho bác xì có vài tiếng mà mọi người làm quá lên à. Cảm dễ lây lắm. Làm gì tới ghê dữ vậy trời. Bây giờ tôi nói cho bà nghe vậy nè. Ôi bà cuối cái lỗ gì luôn hả? Bây giờ vậy cảm mà nó lây dữ lắm. Thôi bà cũng phải vệ sinh ha. Bà gọt táo đó bà để bà cúng chứ không có ai ăn đâu. Thiệt á. Bị bà ho trống rồi vệ sinh. Trời ơi tôi ho mà tôi ra quay ra ngoài này. Trời ác xì tôi gây ra này. Chứ tôi có ác xì vô trong cái trí táo đâu mà. Nhưng mà con vi trùng virus đó nó dễ lây lan lắm má ơi. Ừ. Nó dính vô mấy cái dao nè, cái tay chân của má. Ăn vô là dính liền. Hồi nãy bà ác xì tôi thấy bà để nó tự do, bà không có che hay gì hết trơn. Trời ơi. Trời ơi, trong công ty con nha, bữa họ có một người bị cảm thôi. Qua 3 ngày sau cảm gần hết công ty luôn, nó lây á. Nếu mà bây giờ mọi người cách ly má đó mà sức đề kháng mọi người không có đó, đi ra ngoài đường hay đi đâu cũng dễ bị lây bệnh ra. Tốt nhất uống nước cam có vitamin tăng sức đề kháng. Má. Rồi. Ủa anh có nghe của ba. Má hiểu rồi. Con giúp cho mọi người tăng sức đề kháng bằng cách là thêm vitamin C đúng dạ. không? Cho nên pha nước cam. Đây. Đây. Má đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Đây là viên C sủi bọt. Ai đi làm hãy cứ cầm theo một cái ống này. Ta bỏ trong cái bóp của ta. Hãy mà ta cần uống ha, ta thấy cảm thấy mệt mỏi thì ta cứ việc tăng cường bằng một cái viên sủi này thôi. Đúng không? Cần gì mà xa lánh tôi dữ vậy? Dầu bà. Dầu bà. Thì xuống dư bỏ nước đá gì đâu. Rồi, mọi người cứ bình tĩnh đi. Em sẽ giúp cho mọi người tăng sức đề kháng. Ba ăn cơm ba đâu? Vô ba. Nay chắc ăn cơm bò xào gì chắc ngon. Nay là vợ con xuống bếp ba nha. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Gì lại gì mình? Ủa má? Ủa nhà mình nay chỉ qua cái chính sách tiết kiệm hay sao hả? Không có bò hả? Không có bò xào ba. Có nguyên dĩa gà kho ba không thấy hả? Ủa? Có mấy cục thịt gà? Dạ. Mà nhân khẩu trong cái nhà này tính ra cũng bộn rồi, làm gì sao ăn đủ đây trời. Con thắc mắc nãy giờ luôn. Này giống như ăn chay rồi tụi con. Dạ. Đâu có thịt cá gì đâu, đâu có sức khỏe. Ăn vậy rồi thằng trai út tôi nó tập tạ làm sao nó lên nổi. Trời ơi, cái này tụt cơ chết em á. À không phải. Nó vậy nè ba. Nó dạng như là mình ăn để mình thanh đạm. Mà khi mình ăn thanh đạm xong cái con người mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Ba không hiểu gì trơn trời. Không hiểu. Nói chung là ăn vậy để mà mình thanh đạm phải không? Dạ. Cơ thể mình á ít những cái độc tố phải không? Dạ rồi mình thôi bây giờ nè, anh cũng không bình mình được đâu. Em giải thích đi, em giải thích dạ, đi. Dạ ba má, để con giải thích cho ba má với lại ông xã với cô ba với chú út hiểu. Tức là như vậy, nếu mà mình muốn tăng sức đề kháng á thì mình phải ăn thanh đạm. Mà thanh đạm là như thế nào? Là bớt mỡ động vật nè, rồi bớt đạm và phải ăn nhiều rau xanh. Là tại sao ăn nhiều rau xanh sẽ có được vitamin cho cơ thể? Đúng rồi. Nhưng mà dù sao cũng phải có nhiều thịt cá, có nhiều thịt cá nó mới có đạm, đạm nó mới nuôi cơ thể mình khỏe rồi mình mới có sức đề kháng chứ chị. Chú út nói như vậy là không có đúng. Chị giải thích cho chú út nghe nè. Đạm á, chú út ăn nhiều á là tăng cơ chứ không phải là tăng cường vitamin. Chú út hiểu không? Nếu chú út muốn tăng cường vitamin là phải ăn rau nhiều vô. Ăn rau mà cũng ăn vừa vừa thôi con. Ăn ít ít thôi cũng phải cân bằng giữa cái đạm động vật với cái đạm thực vật. Con trời ơi, ba câu nha. Ba, tại vì con muốn cho mọi người có vitamin. Còn bây giờ con hỏi ba cứ ăn đạm hoài đâu có được. Ăn đạm là chỉ phù hợp cho chú Út thôi. Thôi, má, còn chồng con, còn cô ba nữa. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Mời cả nhà ngồi vô ăn cơm đi. Đừng nói nhiều nữa. Đũa đâu, truyền ở đây coi. Thấy chưa? Thấy gì? Má đào tạo con dâu giống y chang má chưa? Hay quá má ơi, má đào tạo con dâu hay quá. Má chứ không phải là gì đâu. Thế nè, đưa cái đũa cho má con. Rồi ăn đi. Cảm ơn cô ba. Bữa này ăn sao chị?
Bỏ vô miệng nha. Bỏ miệng nha. Trong cái